Thật tiêu rồi, sao cũng vui đấy. Tất chả thấy vui gì cả. Sao cậu lại buồn, lại không thích, trong khi nước có mắt như thế này? Tôi chẳng hiểu cậu làm sao mà. Ma thì có ma thật, nhưng mà đây không phải là biển đâu. Tôi thích đi biển chơi hơn. Ước gì bây giờ được đi biển chơi thì thích biết mấy. Sao mà phải ước, anh thích đi biển đúng không? Hả, anh Dung? Đúng rồi, em thích đi biển. Đi biển á? Đơn giản. Nhìn này. Anh Trung ơi, thẻ bài gì đấy ạ? Đây ạ, đây là thẻ du hành dưới đáy biển. Anh sẽ đưa các em đến Alaska để bắt tôm hùm, thích không? Cái gì cơ? Du hành đáy biển á? Đi luôn anh ạ. Sao cậu luôn lẹo thế? Cậu bảo cậu thích ở bể bơi mà. Giờ có những thứ nó hơn thì mình phải thích hơn chứ. Còn cái bể bơi này có cái gì đâu. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Ui. Đẹp không? Đẹp thật đấy. Ê, nhìn nhìn, cá. Này, đi nhớ cẩn thận đấy nha. Kiếm mấy con tôm hùm mới được. Ê, này bạn. Hả? Hôm nay mình xuống đây biển làm gì đấy? Bạn nhìn xem. Ôi, bạn ơi, bạn nhốt cá mập trong đấy làm gì đấy? Tớ nuôi cá mập phá hoại đáy biển. Phá hoại dưới đáy biển á? Này bạn ơi, sao bạn không mang cá mập lên trên bờ ấy? Bạn này, có cái loại cá mập nó bơi trên bờ không? Đầu óc bạn toàn mang đậu à? Mà bơi trên bờ, đội đặc nhiệm thẻ bài, bắt mất đấy. Hợp lý nhờ. Mà bạn ơi, bạn định dùng cá mập lên làm gì đấy? Nhìn đây. Thấy chưa? Đây chính là thuốc biến đổi gen. Wow. Sẽ làm cho cá mập điên dại, phá hoại đáy biển. Bơi mất rồi à? À, bơi mất rồi. Nhìn nhìn. Cậu nhìn kìa. Là bọn đào thọc thẻ bài. Để tớ lên mắt bọn chúng. Mắt làm sao để mà bắt? Bây giờ công an họ bắt người, họ cũng phải có bằng chứng chứ. Giờ chưa có bằng chứng, bắt làm sao để mà bắt? Cứ để xem thế nào đã. Nhưng mà bọn chúng ở đây chắc chắn là làm việc xấu rồi. Biết là thế rồi. Bạn nhìn tớ đây. Bạn yêu ơi, thấy tình hình này không ổn rồi. Làm sao bây giờ? À, quay lại bảo anh Trung. Nhanh nhanh nhanh. Có kiểu gì chả tìm được con tôm nào vậy? Con gì đấy? Ê! Anh Trung ơi! Cái gì? Xảy ra chuyện lớn rồi! Chuyện gì? Anh ơi! Đạo tặc ấy! Bọn chúng đang âm mưu một cái gì đấy to lớn ở dưới đáy biển anh ạ! Cái gì? Đạo tặc thẻ bài? Xuống tận đây á? Thế? Chúng có âm mưu gì? Em thấy bọn chúng cho cá mập ăn một cái thứ thuốc gì đấy, xong rồi khiến bọn chúng điên lên anh ạ! Cá mập? Không được rồi! Hai đứa! Dẫn anh đến đấy! Vâng! Đi lại hướng này anh ạ! Cá mập đồ biến, người đi phá hoại đáy biển đi. Được không? Quá được. Quá được. Hả? Đúng rồi, nói chuyện. Đội trưởng thẻ bài, bọn ta đã mò xuống đáy biển rồi. Các người vẫn bán cho được. Các người có lên trời, ta đã tìm thấy được. Đúng. Ta tiêu. Dạ. Cá mập đâu? Em không biết. Đào tạo, cá mập đâu rồi? Bọn ta đã thả hết cá mập ra rồi. Bọn ta sẽ biến nơi này thành vùng biển thiên. Cái gì? Thả lên rồi. Không xong rồi. Hà Tiêu, Như Nhi. Dạ. Bắt bọn chúng lại. Để anh đi bắt nút cá mập. Vâng ạ. Như Nhi. Thế bài, hãy cho tao sức mạnh. Các người vào đầu hàng đi. Đầu hàng à? Các người đừng có mơ. Như Nhi, bọn chúng chạy mất rồi. Mau đuổi theo đi. Đây rồi. Đứng lại. Bọn chúng đâu mất rồi? Bọn chúng chạy nhanh ở đây. Đi. Hello bọn chân. Chúng ta ở đây. Bọn đạo tặc các người còn đánh lén mặt à? Đánh lại.
không được đâu. Chúng ta phải kết hợp lại, không được đánh lẻ như thế này. Nhân danh đội đặc nhiệm thẻ bài, các người đã bị bắt. Mau giơ tay lên. Mau! Đi! Sao chúng lại mạnh như vậy? Thẻ biến thân! Không được rồi, thẻ bài biến hình. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Hết hồn. Chuẩn. Đi mau lên. Các ngươi định giờ cho gì? Làm gì à? Trong lúc đáy biển sắp bị phá hủy, các ngươi vẫn còn thừa thời gian để áp giải bọn ta sao? Ý các ngươi là sao? Các ngươi còn không mau đi hỗ trợ Trung Chuối đi. Hắn sắp thành bữa ngon cho cá mập của ta rồi. Đúng rồi đấy, đúng là bạn của ta. Anh Trung, nhưng ngươi đừng lừa ta. Anh Trung thừa sức để tiêu diệt lũ cá mập ấy. Ngươi có biết là ta đã thả bao nhiêu cá mập vào đại dương này không? Hàng triệu con. Trung Chuối còn lâu mới đối phó được. Tại sao các ngươi lại thả nhiều như vậy chứ? Bọn ta thích. Các ngươi, ta tha cho các ngươi đấy. Mau đi giúp anh Trung thôi. Wow, mày quá. Sao bám dài thế nhỉ? Ôi hay. Làm sao đây? Cá giúp anh. Lát nó không đủ. Anh Trung ơi, sao mấy con cá mập này nó hung hăng thế? Đã thế còn mạnh nữa. Mấy con cá mập này á, là mấy con cá mập dị biến, đến chúng mạnh lắm. À, hai đứa, anh bảo hai đứa bắt hai tên kia cơ mà. Sao hai đứa lại ở đây? Tại hai tên kia bảo là đã thả hàng triệu con cá ra đáy biển, nên em phải chạy đến đây để giúp anh ạ. Cái gì? Hai đứa thả hai tên kia đi rồi? Thế có thuốc giải đâu? Thuốc giải á? Anh đâu có bảo bọn em lấy thuốc giải gì đâu. Chán hai đứa thật đấy. Sao cái gì anh cũng phải bảo à? Người ta hạ độc thì đảm bảo phải có thuốc giải chứ. Em không biết. Ôi, sao rồi? Hạ Tiêu, báo đội trưởng. Vâng. Đội trưởng, chúng tôi cần trợ giúp. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Các bạn cần sự trợ giúp gì? Anh ơi. Đội trưởng, anh hãy nhìn đi. Phải là một chuyện như vậy. Chuyện này chắc chắn là do đạo tộc phải bài làm rồi. Đúng rồi, thưa đội trưởng. Đội trưởng, bọn tôi không trụ được nữa rồi. Được, các bạn hãy dùng thẻ bài chấm xét này để tiêu diệt cá mập. Thẻ bài chấm xét, hãy cho tao sức mạnh. Tiêu diệt được rồi. Chúng ta đi tìm nước khác đi. Bạn này, hả? Thấy cái mưu hèn kế bẩn của tớ được không? Ui, quá được luôn. Mình nhìn mấy con cá mập kìa. Được nữa không? Ừ, được đấy. Nhưng mà nó là lạ thế nhờ? Không lạ cái gì, bình thường mà. Ui, bạn ơi, hả? Hình như lũ cá mập muốn ăn thịt anh em mình đấy. Để tớ xem. Ừ. Bạn này, hả? Chạy. Cám mập. Chạy đi. Con người chạy nó đi. Tại sao các ngươi là người thả cá mập mà bọn chúng lại tấn công các ngươi vậy? Bọn tôi không thể kiểm soát lũ cá mập đi được rồi. Thế còn thuốc giải đâu? Thuốc giải. Các ngươi đã biết thuốc giải ở đâu chưa? Thuốc giải. Giải đâu? Mau. Mau gì? Giải đâu? Không được. Mất bao nhiêu công sức cơ mà. Được.
đã thế á, ta sẽ cho các người làm món ăn cho cá mập. Ê, khoan. Dài. Cá mập, các bạn đã trở về với biển đi. Thế tư nhá, xong việc rồi, bọn ta đi nhá. Bye bye. Đi ngay mà đi. Nhân danh đội đặc nhiệm thẻ bài, các người đã bị bắt. Anh Trung, đưa bọn chúng về. Nhị. Thẻ bài đi chị biết. Hà Tiêu! Hà Tiêu! Em đây! Hà Tiêu! Mày đâu rồi? Em đây! Làm sao? Mày thấy tao quẹt quẹt thế này. Mày để tao chơi khát ở đây à? Khát à? Để lấy nước nhá. Đợi tí. Nhanh nhanh nhá. Hà Tiêu! Lại có sao chơi đấy à? Ừ! Mà anh Trung thế nào rồi? Trong ngày này. Anh nghe tiếng có nào như tiếng có đầu đậu không nhỉ? Em đây. Năm mày à? Nhìn anh Trung thảm hại phết cậu nhờ. Này, nó của anh đây. Bây giờ vậy tao hút kiểu gì? Mày đổ thẳng vào mồm tao đi. Há mồm ra. Mày hút gì mà? Đấy. Đâu về hạ thế. Nè, mày không quen ông Trần đi thì gọi mình chữa cho anh ấy chứ. Để anh nằm liệt giường về à? Thần đi nào mà chữa khỏi cái bộ dạng thảm hại này của anh. Thần cũng bó tay. Thần đi cũng bị gãy tay à? Chắc này đua xe rồi. Ý em là ấy, chả có thần y nào chữa khỏi cái bộ dạng thảm hại này của anh đâu. Chịu khó mà nằm đấy nghỉ ngơi đi. Đúng rồi đấy. Thế sư phụ mày đâu? Bảo lấy cho ta một viên tiên dược để ta khỏi bệnh đi. Ta phải đi chơi. Ui giời ạ, bây giờ anh còn nghĩ đến việc đi chơi. Cứ nằm đây mấy hôm đi, nghỉ mấy hôm không chết được. Đúng rồi. Ta không mệt chết, chúng ta buồn chết đây này. Ôi đầu. Nhìn anh Trung thảm hại quá. Hay là cậu tìm ai đấy giúp cho anh Trung đi. Đúng rồi, mày mà không giúp tao, mày không phải em ta đâu. Ai ồ. Thôi được rồi, thật ra ấy, thì tớ đã biết có người chữa khỏi bệnh cho anh Trung rồi. Nhưng mà ấy, phải đi nửa ngày đường mới đến nơi cơ. Tớ sợ không ai ở nhà chăm sóc cho anh Trung. Không cần đâu, cần đâu. Mày cứ đi tìm tớ chỗ cả tao đi. Tao ở nhà, tao tự thấm được nhịn sinh bình thường nhá. Héo thì mà vừa khăn hơn một tí nó gọi Hà Tiêu. Ấm hết cả nhà lên. Không có em chắc, anh chắc khô chị được. Thì có mày tao phải sai chứ. Không có mày tao sống bình thường. Ai ổn, đau. Đi đi. Thôi được rồi. Đi, biết. Ở nhà nhá, em đi. Cứ đi với. Tớ với cậu đi. Em đi. Ở nhà nhá. Nhà này nhá. Ừ, ở nhà. Đường này đấy gian nan lắm đấy, nhớ phải cẩn thận. Tao biết rồi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai đây? Ta đi khất thực. Cái gì? Anh Trường ca, ta đang nói mất mồm đây này. Mà đi nhanh không? Là anh sẽ quẹt chân rồi. Không đúng. Nhà này rõ có người bị làm sao. Mình chả có đồ ăn. Nó có điện trực. Ai hốt thì mà. Ông là ai đấy? Vào đây làm gì? Ta là thầy tu, đang trên đường đi khất thực để tăng cường đạo hạnh. Đi qua nơi đây thấy có người gặp nạn, ta ghé vào chú. Sao? Bán hàng đa cấp à? Ai hốt thì mà. Không gấp, nhìn thí chủ cứ bình tĩnh. Sao đâu vọng ra cái ông vừa giả hơi lại cầm cái điếc thế này nhỉ? Thế ông có bán cái thuốc, cái tay, cái chân, cái cổ, cái cả đầu không? Căn cốt không tồi, thí chủ có duyên với phận đấy. Cái gì? Ông bị bắt tôi đi tù à? Tù chưa đến vợ, mà tôi chẳng ăn thịt chó lắm. Bệnh này của ngươi, ta có thể giúp được. Ô, ông giúp được anh? Ông mau giúp tôi đi. Thế nào rồi thầy? Bệnh này có chữa được không ạ? Ngươi đã có duyên gặp ta, thì chắc chắn ta sẽ chữa được cho ngươi. Vậy thầy chữa cho con đi.
Con cảm ơn thầy. Thầy đâu rồi? Thầy! Đâu đủ biết nữa. Chú Vạn, chẳng lẽ mình có duyên với Phật? Đi xuống này. Hạt Tiêu ơi, sắp đến chưa vậy? Sắp đến rồi, cố lên. Ôi, cố lên. Bà bảo chủ nhân, con đã ra xong đi con này ạ. Nó đi bên kia ạ. Ta biết rồi, các con. Mau đi bắt nó về đây. Dạ, dạ chủ nhân. Tới số rồi Na Cha. Sạc ơi, tớ mỏi chân lắm rồi. Thôi được rồi, nhìn một tí. Chúng nó kia rồi. Không, từ từ. Bọn nó mạnh lắm, mình không đánh lại đâu. Nó có cách gì không? Thôi cách rồi, đi. Có thể thế nào rồi, tôi cũng đỡ rồi. Mày sao không? Hey, thấy cái tao hay không? Cái tao hay đấy. Lấy mắt nó vào. Có rồi, có rồi. Hà Tiêu, Hà Tiêu ơi. Sao con bé đi mang đi về nhỉ? Được. Các con làm tốt lắm. Mày đỉnh rồi à? Thì rất là bà. Muốn thả tôi ra. Đâu. Hà Tiêu, chúng ta ở đây chết chết đi. Chủ nhân, giờ xử nó như thế nào ạ? Không vội, cứ nhốt chúng nó ở đây đi đã, rồi giải quyết sau. Quên ạ, hai con này tìm đâu mà xa thế nhở? Cách nào bây giờ? Thiên lý truyền âm. Hà Tiêu! Anh Trung! Kiều! Đến cả Thái Thượng Lão Quân cũng không cứu được mày đâu. Bảo cái chỗ đấy. Hà Tiêu, ai cứu mình vậy? Anh Trung! Anh Trung đang quẻ quạt thế, làm sao mà cứu được mình? Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn từ anh Trung. Mày chết đi! Tiêu, Đỗ Đậu, Vũ Thủy, hãy mau giải em cho ta. Danh con không biết tự lượng sức mình. Các con, lấy nó nở. Anh Trung. Vũ Thủy, bà ra bắt em tôi. Hôm nay bà tới số rồi. Có thể đấu lại tao sao? Yeah! Anh Trung, cẩn thận! Đứa có sao không? Anh Trung, anh khỏi rồi à? Đương nhiên rồi, mày không nhìn thấy tao khỏe thế này à? Thế mà không bỏ sớm, làm em với Đậu Đậu đi tìm, xong bị mù gì bắt.
Cũng mày à, tao gặp một vị đạo sĩ cực kỳ cao tay, chữa lành cho tao. Đây này, còn cho tao sức mạnh như này. Đây chẳng phải là dấu ấn của Như Lai thần trưởng hay sao? Thế à? Thế là tao có duyên với Phật rồi. Thế tao phải đi tu. Đi phà phà. Ai ôi mà. Thôi, tao đi đây. Này, anh định đi tu bỏ bọn em thật đấy à? Tao đi tu hú. Ai ôi mà. Bọn em đấy.